À, chào các bạn, tiếp tục mình chia sẻ về cái vấn đề dế. Thì hôm nay dế mình đã đẻ, thì mình đã đẻ đây là khay lần thứ ba. Nghĩa lần đầu thì mình sẽ bỏ vô, hai ngày sau mình bỏ ra, và cái phần trứng đó thì các bạn nên bỏ đi tại vì nó rất là thưa. À, lần thứ hai mình mới lấy rồi, mà đây là lần thứ ba. Thì với việc mà các bạn mà sử dụng cái sơ dừa, mùn sơ dừa thì cho đẻ thì rất là tốt nha các bạn. Đây, thì lưu ý các bạn là trong quá trình nó đẻ các bạn nên bổ sung cái mía này, tại vì trong nó có nhiều nước và khoáng chất đó, thì nó phù hợp, thích hợp. Mía thích hợp cho cái giai đoạn non mới nở với lại giai đoạn đang đẻ này các bạn. Còn giai đoạn thịt thì không cần bỏ làm gì. Thì các bạn lưu ý là sử dụng một cái lưới nhỏ đặt ở trên để cho nó không có đào ở dưới nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quan sát này. Nếu các bạn thấy mà cái lượng trứng ở trên mặt này nó nhiều, mà tầm khoảng thời gian khoảng 2 ngày thì các bạn nên thay nha, một lần nữa các bạn. Đó, thì còn về mật độ của cái khay thì các bạn theo dõi, ví dụ như là nó bu lên nhiều quá thì các bạn thêm khay mới thôi. Đó, chủ yếu mình cứ tập trung vào, ở đây mình làm 5 khay thì cứ 2 ngày mình sẽ thay 1 lần. Các bạn những con dế rất là mập. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình tiến hành thay khay. Thì khi mà cái con dế mình nó đẻ một cái lượng nó bên đó, mình kiểm tra xem như thế nào, coi cái lượng trứng như thế nào như vậy. Thì đây nè, các bạn thấy để ý nè, những con trứng này. Nè, vậy thì mình bắt đầu mình tiến hành dỡ ra, mình đuổi nó đi. Rồi các bạn chuẩn bị cái giá thể này. Đây là cái giá thể mình lấy ra này. Cái mụn mụn dừa. Thì với cái mụn dừa này thì các bạn không cần rang xay gì đâu. Cái này nó ghi trên bao là 5% sơ. Thì mình để trực tiếp đi luôn. Rồi sau đó các bạn đổ nước vô. Đổ vừa phải xong sau đó mình bóp. Khi mà cái tay khi mà nó khô thì nó sẽ đây. Các bạn bóp mà nước mà nó rượm, hơi rượm ra cái bàn tay các bạn á là vừa. Còn nếu mà nó chảy thành dòng á là quá nhiều. Đó, các bạn đảo lều lên là được. Đó, lưu ý này. Đây, ví dụ như đây nó sẽ nhiều nè. Mình sẽ trộn những cái phần ít hơn. Qua. Rồi, thôi. Các bạn thấy này nó nhiều đúng không? Mình sẽ bỏ sung thêm. Nếu nó ẩm quá thì trứng mình nó sẽ khó nở nha các bạn. Còn khô quá thì cũng vậy luôn. Rồi, sau khi mình bổ sung. Các bạn coi. Rồi, như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ bổ mấy phần kia. Để các bạn chuẩn bị những cái bịch nè. Những bịch đã bỏ rồi. Mình gỡ cái này ra. Đây nè. Rồi lấy trứng nó vàng hết luôn. Là lúc đó mình thay hoặc thay sớm hơn nha. Rồi sau mình đổ vô xong mình xóc. Mình kéo qua các bạn. Mình dán đều cái trứng. Rồi vừa cột lại. Các bạn lấy mấy cái khay trà nè. Cái gì cũng được, bằng cao khoảng 2 cm rồi các bạn lắp lên.
Rồi sau khi các bạn làm những cái khay như thế này xong á, thì mình bỏ vào, mà các bạn sử dụng những cái kẹp nha, đó, mình kẹp lại. Và lưu ý các bạn là cái phần ở trên này các bạn nên làm cho nó cao lên tí xíu để nó vung lên, thì những cái phần dưới này nó sẽ đầy, dễ sẽ dễ đẻ hơn. Rồi sau đó mình các bạn bỏ vào trong cái khay ô mình nuôi thôi. Lưu ý các bạn là khi mà kẹp nó bung ra thì dế nó chui trong cái này, nó cắn nó phá như vậy, cho nên mình phải kẹp lại cho nó cố định lại cái phần này. Mình chuyển lên một chút. Thì cái việc mà nuôi dế sinh sản như vậy thì mình cảm thấy nó cũng rất là nhàn như vậy. Buổi sáng mình làm một chút, buổi chiều mình làm một chút thôi. Thì mình cứ nuôi và mình học hỏi dần dần thôi các bạn. Đây, những con này bắt đầu nó lên lại đẻ lứa mới rồi. Đây, đây là cái kệ mà mình để đây. Thì hai đợt trước mình lấy mình để đây. Thì các bạn cứ lưu ý là các bạn cứ cột cái bịch này nè. Đó. Thì sau khi mà một ngày các bạn mở cái bịch này ra. Đó, mình mở bịch này ra mình lắc qua lắc lại thôi. Để cho trứng nó đều thôi các bạn. Thì sau đó thì mình sẽ cột cái bịch lại lại. Và mình để nơi mà có khí hậu mà nó nóng nóng tí, nó lên mồ hôi như là đạt nữa. Rồi. Đây là ba cái bịch mình mới lấy, mình để đây tiếp. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn thành công với cái việc nuôi dế sinh sản này.